Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review về giá đỡ điện thoại tích hợp quạt tản nhiệt. Sản phẩm này sẽ cần cho anh chị em nào hay livestream nhiều giờ liền hoặc anh chị em nào thường xuyên chơi game trên điện thoại trong một thời gian liên tục thì nên tham khảo sản phẩm này nhé. Quạt tản nhiệt có chức năng làm mát điện thoại khi máy hoạt động liên tục trong thời gian dài, giúp máy không bị nóng, lag hay bị hư hỏng các linh kiện ở bên trong. Hệ thống tản nhiệt hoạt động với công nghệ thông minh giúp làm giảm nhiệt độ và hạ nhiệt kịp thời khi nhiệt độ từ máy điện thoại tỏa ra nhiều. Khi nhận được sản phẩm, mọi người sẽ nhận được một quạt tản nhiệt, một cáp sạc Type-C, giá đỡ điện thoại bao gồm phần chân đế và thân được tách rời, một ốc vít cố định phần phía dưới để đế và thân của giá đỡ điện thoại gắn kết với nhau. Phần chân đế chắc chắn, phần thân có thể điều chỉnh kích thước cao thấp theo mong muốn của bạn, rất là linh hoạt và tiện lợi. Phần đế và thân đều làm bằng kim loại, có độ bền cao và dễ sử dụng. Quạt tản nhiệt tách rời, bề mặt phía trong của quạt tản nhiệt làm bằng kim loại, bề ngoài là nhựa cứng, bao xung quanh. Việc tách rời quạt tản nhiệt và giá đỡ là khá tiện vì tùy theo nhu cầu của mỗi người. Đối với các bạn có nhu cầu quay video livestream thì có thể kết hợp giá đỡ điện thoại đi kèm với quạt tản nhiệt. Còn khi nào bạn dùng điện thoại như là xem phim, nghe nhạc hoặc chơi game ở các cái tư thế mà bạn muốn thì không cần giá đỡ điện thoại. Bạn chỉ cần dùng mỗi quạt tản nhiệt gắn vào điện thoại là ok, rất tiện. Kích thước của sản phẩm này đối với cái loại để bàn, chiều cao linh động của nó sẽ từ 23 đến 46 cm. Phía trên thân thiết kế đầu cắm vào sò làm mát là hình tròn, giúp dễ dàng trong việc xoay 360 độ, hỗ trợ bạn quay được nhiều góc khác nhau. Cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản, bạn lắp điện thoại vào giá đỡ kèm quạt làm mát như thế này là xong. Bạn cắm điện trực tiếp vào sử dụng và trên màn hình LED sẽ hiển thị nhiệt độ luôn. Giá đỡ điện thoại giúp bạn có thể đặt điện thoại ở góc nghiêng phù hợp với tầm nhìn, giảm căng mỏi mắt. Ngoài ra, giá đỡ điện thoại còn có thể điều chỉnh được độ cao xoay 360 độ rất là tiện lợi. Bạn có thể dễ dàng mua được sản phẩm này trên sàn Shopee, TikTok. Mình sẽ để đường link phía dưới cho các bạn tham khảo. Trên quạt tản nhiệt có đèn LED hiển thị nhiệt độ.
Để sử dụng quạt tản nhiệt điện thoại đúng cách, bạn nên lưu ý những điều sau. Gắn quạt tản nhiệt vào điện thoại, bạn nên đảm bảo quạt tản nhiệt được gắn chắc chắn, không bị lệch hoặc rung lắc. Bạn cấp nguồn cho quạt tản nhiệt. Đối với quạt tản nhiệt này thì cần cắm vào nguồn trực tiếp. Bạn nên sử dụng các USB và cục sạc để cắm nguồn điện vào. Bật quạt tản nhiệt khi sử dụng điện thoại. Quạt tản nhiệt sẽ tự động điều chỉnh cấp độ quay và hướng gió để làm mát cho điện thoại. Bạn nên để quạt tản nhiệt hoạt động liên tục trong quá trình sử dụng điện thoại, đặc biệt là khi chơi game. Quạt tản nhiệt sẽ tiêu hao pin và tạo ra tiếng ồn khi hoạt động. Bạn nên tắt quạt tản nhiệt khi không cần thiết để tiết kiệm pin và giảm tiếng ồn. Bạn nhớ vệ sinh quạt tản nhiệt thường xuyên. Quạt tản nhiệt có thể bị bụi bẩn rỉ sét hoặc hư hỏng nếu không được vệ sinh đúng cách. Bạn nên lau chùi quạt tản nhiệt bằng khăn mềm hoặc bông gòn, tránh sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy có một số ưu điểm và nhược điểm như sau. Đối với mình, quạt tản nhiệt điện thoại là một sản phẩm hỗ trợ làm mát hiệu quả. Điểm mạnh của nó là giãn đỡ điện thoại được làm bằng kim loại chắc chắn, có thể điều chỉnh được kích thước cao, thấp theo mong muốn, rất là linh hoạt và tiện lợi. Sản phẩm có thể kẹp được nhiều loại điện thoại khác nhau, kích thước tối đa của kẹp là 8,5cm và tối thiểu là 5,5cm. Phần chân đế chắc chắn, chống trượt khi để bàn. Kẹp điện thoại kèm tản nhiệt có tốc độ là 7.500 vòng trên 1 phút, làm mát điện thoại hiệu quả, tránh hiện tượng nóng máy, đơ lát khi livestream hay quay video, và sản phẩm này rất là dễ sử dụng. Kẹp điện thoại kèm tản nhiệt có thể lắp chiều ngang hoặc dọc theo điện thoại. Sản phẩm có thể điều chỉnh được độ cao, góc nghiêng và xoay 360 độ. Điểm yếu của nó là giá đỡ điện thoại có thể tháo rời nhưng mà khá cồng kềnh khi mang đi xa. Quạt tản nhiệt có phát ra tiếng ồn. Kẹp điện thoại kèm tản nhiệt cần được cắm điện để sử dụng trực tiếp nên cần có ổ cắm ở gần nơi đặt giã đỡ. Đây là một số hình ảnh và thông tin của sản phẩm trên sàn Shopee. Ở đây sẽ có hai loại cho bạn lựa chọn, một loại là để bàn, một loại là chân cao. Giã đỡ điện thoại tích hợp quạt tản nhiệt để bàn và sẽ có hai màu cho bạn lựa chọn là màu đen và màu trắng. Dễ dàng điều chỉnh góc quay một cách linh hoạt và làm lạnh nhanh. Đây là một số hình ảnh và thông tin trên sàn Temu.
Nếu các bạn thích video này, hãy like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở các video sau.